Đơn hàng 6 món của bạn Thảo Nguyên đến từ Bình Phước. Đầu tiên là hộp 12 cây bút mực xanh Capybara số lượng 2. Tiếp theo là túi đựng bút tam giác Capybara số lượng 2. Sổ là size A5 Capybara số lượng 2. Set 1 cây bút và 2 cây tẩy dài số lượng 2. Một vòng đeo tay ngọc. Và cuối cùng là set 4 của thời cô biểu mẫu mới số lượng 2. Liam cảm ơn bạn Thảo Nguyên đến từ Bình Phước để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 279k cả ship. Đơn hàng 6 món của bạn Châu Thi đến từ Bến Tre. Đầu tiên là set 24 miếng sticker trong hình bé gái. Tiếp theo là hộp 60 miếng sticker rời Sanrio. Cột tóc Linh Chi tiểu thư. Một cái nhíp gấp sticker. Set 4 thời khô biểu. Và cuối cùng là set 4 tấm sticker vuông thay đồ búp bê. Liam cảm ơn bạn Châu Thi đến từ Bến Tre để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 102k cả ship. Đơn hàng 4 món của bạn Nguyễn Dung đến từ Thái Nguyên. Đầu tiên là set 6 tấm sticker Girl Switch. Tiếp theo là kéo vét giấy cán cầm trong suốt. Một cuộn tem cảm ơn 500 miếng. Và cuối cùng là kẹp tóc hoa sứ cực quang. Liam cảm ơn bạn Nguyễn Dung đến từ Thái Nguyên để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 84k cả ship. Đơn hàng 5 món của bạn Phương Lê đến từ Vũng Tàu. Đầu tiên là sổ còng B5 thay ruột được. Tiếp theo là sổ tiết cơ cuộc sống bé gái. Sổ tiết cơ là sao có phân trang. Chế nốt thú cute có 4 kích cỡ 100 tờ. Tiết cơ The Nice With Shop 1 tấm. Liam cảm ơn bạn Phương Lê đến từ Vũng Tàu để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 112k cả ship. Đơn hàng 5 món của bạn Thanh Hiền đến từ An Giang. Đầu tiên là set 3 tấm sticker kèm móc khóa. Tiếp theo là sticker dán móng tay. Set 50 miếng sticker dán nón bảo hiểm. Một cuộn tem cảm ơn 500 miếng. Và cuối cùng là sticker thú Liam hết ha, Liam gửi lại tiền cho bạn nha. Liam cảm ơn bạn Thanh Hiền đến từ An Giang để ủng hộ shop Liam nha. Đơn hàng 4 món của bạn Trúc Lan đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là túi bóng kính trong suốt dán miệng 100g. Tiếp theo là set 4 tấm sticker Capybara. 20 cái Sam Noel. Và cuối cùng là bông vòng nhồi Swissy. Liam cảm ơn bạn Trúc Lan đến từ thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ shop Liam nha. Đơn của bạn đã thanh toán trước rồi ha. Đơn hàng 3 món của bạn Hàng Mon đến từ Hà Nội. Đầu tiên là set 4 của thời khô biểu số lượng 2. Tiếp theo là sticker The Nice With Shop. Một ống cắm bút lưới có đính cham. Liam cảm ơn bạn Hàng Mon đến từ Hà Nội để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 68k cả ship. Đơn hàng 3 món của bạn Quỳnh Giao đến từ Bình Định. Đầu tiên là set 4 của thời khô biểu. Tiếp theo là ví ngắn nhiều ngang. Và cuối cùng là cuộn tem 300 miếng. Liam cảm ơn bạn Quỳnh Giao đến từ Bình Định để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 61k kẻ ship. Đơn hàng 1 hộp 12 cây bút mực xanh Capybara có đầu xóa được của bạn Văn Tiến đến từ Quảng Ngãi. Liam cảm ơn bạn Văn Tiến đến từ Quảng Ngãi để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 56k kẻ ship. Đơn hàng 2 món của bạn Huyền Anh đến từ Hải Phòng. Đầu tiên là set 4 của thời kho biểu. Tiếp theo là da độc trái cá gắn hai kinh Capybara. Liam cảm ơn bạn Huyền Anh đến từ Hải Phòng để ủng hộ shop Liam nha. Đơn của bạn đã thanh toán trước rồi ha.